Swanika, đốt trái rụi một bà BD thu được 672 lít CO2. Bà bị sình bụng hay gì mà 672 lít CO2 với bà nội. Trời đất ơi, đốt một bà BD mà ra 672 lít CO2 carbonic. Bà BD nó bị sình bụng, nó bình thường chứ bà địch dữ lắm á. Rồi hello mọi người nha, xin chào mọi người. Nay xin về bà nội cảm ơn con nha. Con cháu yêu của bà nội. Trời. Hello Annabelle, cái mặt này dễ thương vậy Annabelle gì? Hả? Siro dứa là một trong những loại tuyệt vời mà bạn trẻ có thể mệt quá. Trái nhà hả mọi người? Trái nhà cái gì vậy? Trái nhà hả mọi người ơi? Trời đất ơi con. Trời ơi, chung cư tụi nó đang rèn. Không biết có trái hay không nữa nè. Trời ơi, đang live stream mà tự nhiên. Cái gì tiền ở dưới nó đang thực tập phải không? Phải gì phải không? Đúng rồi, nãy nó mời mình đi họp. Trời ơi, đang thực tập mấy má ơi. Nó ồn vậy sao live? Đủ ngựa nó đang. Bà nội nó đang live stream mà nó thực tập phòng cháy chữa cháy. Rồi bây giờ nó ồn. Nó ồn như cái chợ bán chuồn vậy đó. Trời đất ơi là trời. Nãy nó mời xuống họp hả? Ừ. Dạ hello mọi người. Sao mặt của chị đơ như con mèo phía sau? Con mèo phía sau nó hết quắc lên nè con. Hello mọi người nha. Trời ơi đang live stream. Nó ren lên mình đâu có đi họp đâu. Mình đâu có biết ức giáp gì đâu. Tưởng đâu hay là trái nhà là mặt chuột rồi chứ. Nội hết hồn hết vía luôn mấy má ơi. Kiếm cái kẹp cho mẹ kẹp này là con gió nó bay quá con. Bán bộ tóc giả đi xô. Không có bán em ơi. Xe live stream. Chốt đơn xe live stream. Ờ Iku Yamate. Coi chế bộ tóc giả nha. Xô nha. Rồi cái vụ này cũng hồi đợt nè. Đang ngủ bà nội ơi, nó mời đi họp. Đang ngủ ha. Nó ren. Mụ nội mẹ ơi, tao chạy muốn tuột cái quần slip. Tao chạy từ trên lầu chính, tao chạy bộ xuống tới dưới đổ mồ hôi háng luôn, muốn xỉu luôn vậy đó. Xuống tới thấy diễn tập mà bảo vệ lạnh như thiệt. Bảo vệ đứng ngay đầu đường này nè. Đứng ngay đầu cái hành lang mình nè. Cháy. Má ơi, chạy xuống dưới muốn tuột quần luôn. Má ngủ khô 15 ngàn rồi mày lấy đủ hai cộng mày nhét vô lỗ mũi mày làm gì Nguyễn Nhung. Bán trái dừa đi xô má con bán mực nước dừa không có bán trái dừa. Má ơi má xuyên lê 15 ngàn lộn xộn. Sao pha thuốc rầy trong đây nè mày ăn không? Tao để cho mày 15 ngàn lộn xộn luôn nè. Tao có thuốc chuột trong đây nè. Tao bấm quẻ cho mày đau bụng mỉa chảy nha xuyên lê nha. Nghe. Xua em lỡ cãi lộn với giáo viên dài quá giờ bị đì quá trời. Em không biết phải làm sao. Nghỉ học đi em, nghỉ học đi làm công nhân luôn đi Phạm Hưng nha. Nghỉ học luôn đi em nha. Rồi mình nghỉ học luôn. Không nhất thiết phải đi học nữa bé ơi. Su nói tiếng Nhật đi Su. Ok Lâm Nghi. Iku Yamate. Iku Yamate. Iku Yamate. Yamate. Iku. Iku. Đó. Lấy em một hũ hũ gì bà nội. Trời ơi mấy má ơi, ghi đặt hũ ghi hũ gì rõ ràng. Ví dụ là lấy một mực nước dừa kèm xuống thoại. Tụi mày ghi hũ hũ, tao biết hũ gì, có hũ cốt hình Doraemon á. Lấy không? Hả? Hay hũ cốt hình Pikachu. Rồi, tiếp em hết sao mực mày về mày chôn mày làm cái gì hả? Bùi Thanh Ngân mày mua hết. Hết nguyên một thao mày chôn mày hả làm cái gì? Trời đất ơi là trời. Lấy một hũ đi Su. Một hũ thì ghi hũ gì má ơi? Mày ghi một hũ gì? Rồi Su ơi, hàng xóm em đang cãi lộn quá trời, em không biết phải làm sao. Bà rảnh bà mới cãi lộn, mày qua mày đốt nhà bà đi. Cho bà bận, bà đi dập lửa, bà không có thời gian mà cãi lộn đâu. Lúc đó cái miệng bà la quang quang lên. Bà la, đừng mất cứu tôi chơi, trời ơi. Dập lửa, bà không bao giờ cãi lộn nữa đó em. Nha, qua châm nhẹ một lít xăng em ha. Đốt nhà đi em. Hàng xóm mày chửi lộn, mà tự nhiên hỏi tao. Có duyên, có nết quá à. Cho một tô không giá, mày ăn bún riêu ở diện tô không giá. Ăn bún riêu hay gì mà ăn tô không giá vậy trời? Hả? Ăn bún riêu hả? Người ta bán đồ ăn thiếu cha cái gì đây không chịu ăn. Đi ăn tô không giá. Hỏi coi tức không? Hello. Đây là trà ô long. Nha quý vị nha, có hai loại đó là ô long nhãn. Cái này là ô long nhãn nha. Đó, một chai vậy là một lít. Một chai vậy là một lít nha. Còn cái này là ô long vải. Ha.
cái là ô long vải đó là có trái vải, có thạch luôn, có topping luôn đó. Trà ô long là trà nhà em là trà Thái 100%, trà Thái tươi rất là thơm. Trà nhà em là uống bao thơm. Quý vị, một chai 1 lít này em đang sale 80.000, giảm còn 50 cho quý vị dùng thử trà ô long nhà em. Chỉ giao hàng ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Quý vị đặt hàng trà ô long comment giùm em 1 lít ô long nhãn hoặc là 1 lít ô long giải nha. Đó, 1 lít thôi quý vị nha, tiền ship là 30.000 nha. Em gửi địa chỉ vô số điện thoại chồng rồi, chồng đóng hàng gửi đi nha. Ok, Xuyên Lê. Cảm ơn mày nha mày. Nha mày. Nha. Cảm ơn mày. Cảm ơn mày Xuyên Lê. Cảm ơn tao, cảm ơn mày đã ủng hộ tao. Tao cảm ơn mày rất nhiều. Ok Xuyên Lê, tao cảm ơn mày. Ok, đó là phong cách của em, ai mua hàng em cảm ơn dữ lắm quý vị. Tao cảm ơn mày nha mày. Nha, tao cảm ơn mày đó. Nha, hổ chết à. Rồi quý vị ơi, quý vị ơi đây, một muỗng trà bao nhiêu vậy Su? Mày chết rồi, mày nằm này lên mày tẩn đi, tao cho mày uống một muỗng trà. Có mấy tao lấy trà tao rắc lên người mày. Nha, nghiệp chướng nha. Rồi trà ô long là 50.000 nha, 50.000 đây ha, để em khui ra em uống chỗ gì coi. Trà ô long rồi, một bực một chảo long vải. Ok, Nguyễn Linh ở Sài Gòn mới giao trà ô long được nha. Giá trà ô long chỉ có 50.000 thôi quý vị, 50.000 một lít, mà quý vị sẽ bỏ tủ lạnh được tới 4-5 ngày lận nếu mà đủ lạnh nha. Tủ lạnh phải đủ lạnh nha. Trời ơi, dặn chi chặt cái gì mở không ra nè. Trời ơi, trời ơi là trời, dặn cái chai không mở được luôn nè. Cô tức không? Dặn cái chai hồi nãy giờ tôi dặn 5 phút rồi tôi bay. Không dặn. Trời ơi trời. Không dặn được là không nha. Đó, giờ mới ra nè quý vị. Đây. Trời ơi, quá thơm quý vị ơi. Trà ô long cực kỳ thơm luôn. Và đặc biệt nha, uống trà ô long rất là mát nha cả nhà. Uống trà ô long rất là mát. Nếu quý vị muốn ăn nhãn á thì mình mua trà ô long nhãn nha. Đó, sẽ bỏ trái nhãn vô đây ăn. Su Su rất là thích ngọt, còn vải nữa chơi chua. Ai thích ngọt uống ô long nhãn. Rồi đây nè, đó. Xuất sắc. Xuất sắc luôn. Ngon quá. Ngon quá. Chào em, để được 5 năm không được em. Rồi sao mày lấy lên mày uống rượu á, nhậu á, nó hỏng nguyên. Trời ơi trời, trà ô long mà nó hỏi để được 5 năm không? Mày để 5 năm mày lấy lên mày làm cốt hay làm gì? Hả? Em ngửi vô Su nè, hỏi đi bé, mấy đó, hỏi. Lẹ tụi bé ơi, hỏi đi mấy em. Ngon lắm mấy ơi.